bao năm bên nhau, không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao đầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày anh ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn đừng đau đừng lo, có anh đây mà anh hiền, bà không có em có chi lo. Anh sẽ rước em về, về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo ta sống vui mỗi ngày. Anh sẽ rước em về, về làm dâu miền Tây, má anh khoái em rồi anh không cưới em anh làm sao. Anh là đê đô thành, em là dâu miền Tây, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, lại anh nói nghe nè anh thương em lắm đó mình ơi. Chốt nha, yêu đương cho lắm rồi cũng chia tay à. Gặp đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chầu cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi. Ngươi cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Cổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi rôn rang ngày thành hôn của đôi ta. Cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì tới bên anh em ơi, thôi chết tôi rồi. Vợ ai đẹp vậy ta ơi, đẹp chứ thật hè. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên xóm dưới, vui mừng ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui qua dần. Dìa là dìa bên anh có cánh đồng xanh, có cả tình anh nguyện một lòng này yêu em mãi. Anh sẽ rước em về, về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo ta sống vui mỗi ngày. Anh sẽ rước em về, về làm dâu miền Tây, má anh khoái em rồi em không cưới em anh làm sao. Anh là đê đô thành, em là dâu miền Tây, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, tình lắm, thương thì nói là thương, lại anh nói nghe nè anh thương em lắm đó mình ơi. Anh sẽ rước em về, về làm dâu miền Tây, quên hết âu lo ta sống vui mỗi ngày. Anh sẽ rước em về, về làm dâu miền Tây, má anh khoái em rồi anh không cưới em anh làm sao. Anh là đê đô thành, còn em là dâu miền Tây, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, lại anh nói nghe nè anh thương em lắm đó mình ơi. Chần chờ làm gì em ơi, chuẩn bị đi ngày mai anh tới.
là ngày vui mà anh đã chờ. Lúa kia xanh tình như bức tranh đượm mùi y thơ. Rồi mai này có già vẫn vui, tôi bà ngao du khắp nơi, bên cạnh con cháu đầy ấp tiếng cười vợ ơi. Từ ngày gặp em con tim ngân nga thêm ngân vang, tiếng yêu tiếng thương gửi trao đến em càng thêm vô vàn. Đôi mắt em như ngọc ngà làm lòng anh say mê, như là ánh bình minh sáng soi chiếu nơi lẻ loi đắm say anh. Không son phấn nhưng em vẫn xinh tươi, thế giới đẹp hơn khi thấy em cười. Đôi bàn tay nhỏ xinh như hoa khẽ chạm thôi an yên đến lạ. Tiếng em nói yêu kiều như tình ca nắng chiều. Đời này ta có nhau như là ngàn năm tịch phước đó em. Ta sẽ
trời xanh bát ngát yên bình. Quê hương em còn hoa thơm ngát hương tình, xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa đàn và dễ nhìn. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh hai lăng tuổi xuân cũng đã hao mòn, bao phong ba chẳng lo ba sát giai kề, thật tha chân phát đậm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi thôi lần kiều quá giới, thì luôn luôn đúng chứ đâu có sai. Em ơi ngày mai, em ơi ngày mai theo anh về Vĩnh Nhi, hai bàn tay trắng anh sẽ lo lắng cho em hết đời. Vì yêu em nên anh mới lo làm, vì thương em nên anh hớ chơi bời. Về bên nhau ta xây anh túc lâu dài, về bên nhau ta xây tương lai người ơi. Từ giờ mình tay đi anh, từ giờ mình tay nha anh, từ giờ mình tay dân chơi xứ biển. Em là con gái của cái vùng sông nước, cái trường lưu thủy và đại hải thủy, đường nào con cháu mình cũng có phước. Ơn trên đã tính ra trước một bước, thì ngại gì đâu mà anh không rước. Cưới vợ không phải là ván mạt trượt, thằng có ba bích thằng đó đi trước. Anh có mơ đất mấy ngàn hecta, thú của tòa nhà là trồng thảo dừa, để em dưỡng ngang phải gọi là mướp mê lem mê lem. Không một vết xước tà áo bà ba, trong gió lướt thước nhiều lúc huyết áp anh muốn suy nhược. Bà con lối sớm họ chỉ biết ước họ khen thằng này ngó bộ mà được. Ông già thích chơi lan đột biến, còn má của em tay chơi cá coi, lúc ở không đánh bài tứ sắc với mấy bờ trên cô Racing Boy. Căn chua cá lóc mà anh ăn không ngán, thì em nguyện nấu cho anh cả đời. Nhưng mà lúc tháng thì anh không được giấu, để em sắm vàng như vậy mới lời. Anh cũng không có chiếc G63, tài sản của anh là quay em pha. Chiều chở em đi mua cà rá ngân nga cầu hát tích tình tình ta. Cháy lên tình yêu, oh, oh. Nhịp chung bước ngân vang lên khúc ca. Từ giờ
hồng ân. Gió chiều dài câu hò ai hát phía xa xa, bóng chiều ta thôi lên hạnh phúc của đôi ta. Con đường quê thắm xinh, nắng nhẹ nhàng tô hồng đôi má em. Cây cầu giữa bên sông, có một người dân ngày đêm ngóng trông. Về Hồng Anh quê em Cà Mau, cù lao xanh một hàng dừa cao, ruộng đồng bao la thăng cánh cỏ bay. Chỉ cho anh thôi cho đôi ta nồng say, bóng trăng và nghiêng mình trong nước long lanh. Trọn yêu rồi thì phải nói đúng Hồng Anh. Gió chiều về câu hò ai hát phía xa xa, bóng chiều ta thôi lên hạnh phúc của đôi ta. Con gái dễ thương vô cùng, ban ngày mằng nông ngoài ruộng, cái trời sập tối là chui vô mồi. U Minh nổi tiếng mùi kêu, chim sa cá lặn bơm xuôi ra biển. Lên đến cách mấy cùng yêu như nồi canh chua yêu bông điên điển. Đi xa ghé thăm một lần mà nghe ai hát khiến lòng say say. Mồi ngon cứ rót cho đầy, ta nhấp ly rượu thấy đầu quay quay. Có thương thì nói một tiếng chứ đừng có kiểu mà ngồi im ru nha. Anh mà không lấy được nàng thì ta cắt tóc lên chùa điên tu. Về Hồng Anh quê em Cà Mau, cù lao xanh một hàng dừa cao, ruộng đồng bao la hàng cánh cỏ bay. Chỉ cho anh thôi cho đôi ta nồng say, bóng trăng và nghiêng mình trong nước long lanh. Trọn yêu rồi thì phải nói đúng Hồng Anh. Gió chiều dài câu hò ai hát phía xa xa, bóng chiều ta thôi lên hạnh phúc của đôi ta. Mặn nồng tình thắm duyên quê, lao sao gió đưa đêm về. Chờ ngày cây trái đơm bông đơm hoa, là ngày ta chung một nhà anh nhớ. Bóng trăng và nghiêng mình trong nước long lanh, trọn yêu rồi thì phải nói đúng Hồng Anh. Gió chiều dài câu hò ai hát phía xa xa, bóng chiều ta thôi lên hạnh phúc của đôi ta. Bóng trăng và nghiêng mình trong nước long lanh, trọn yêu rồi thì phải nói đúng Hồng Anh. Gió chiều về câu hò ai hát phía xa xa, bóng chiều ta thôi lên hạnh phúc của đôi ta. Nơi anh sinh ra, anh mang cao trầu trước nàng, về hạnh phúc trăm năm
nhau về nhà, em bước nhau nhà, thưa mẹ cha em thưa ông bà. Đêm nay ta sai nghe tiếng pháo qua rộn ràng, cô chú hô hàng cùng hai bên ca vang khắp làng. Ta cùng nhau nâng cái ly mừng cho ngày trước nhau mà bên nhau về sau, tấm thiệp hồng minh chứng ta nên nghĩa vợ chồng. Anh lại bên em gần hơn cho mưa hôn đậm sâu đừng để trôi qua lâu. Em về nhà làm dấu nơi anh sinh ra, anh mang cao trầu trước nàng về hạnh phúc trăm năm. Dẫu bao nhọc nhằn vẫn nguyện thề bên nhau sưởi ấm, có chi ngại ngùng sớm chiều. Em giờ là con dâu anh ơi, trên đời này không ai yêu anh nhiều bằng em đâu. Mai sau ta cùng rồi ông bà cười tôi giùm con nè, một hai rồi con mời ông bà cũng cũng đi nha. Sướng quá ông ở nhiều lần đó vậy, kéo cái đó ra rồi bà. Ông bà có lời chúc hay là có quà gì cho cháu mình nói luôn ha. Dạ dạ cúi đầu cảm ơn kìa. Ông bà còn hết chú ha. Cảm ơn đứng sát cho mẹ luôn nha. Rồi con mời dì Dượng nhận cụ con nó một cái một tay thôi. Tay phải hết giùm con, nhìn máy giùm con này dì Dượng ơi. Chú gãy rồi, người xíu đi kìa. Rồi, người thơ dâu ơi, 1, 2, 3. Rồi con mời dì Dượng cụng ly nha. Rồi thằng dì Dượng có lời chúc gì cho con đó không? Mình chúc nha. Rồi được rồi. Rồi con mời hai bác nhận cụ của con nó một tay thôi. Tay phải giùm con hết đi bác trai. Rồi cô dâu chú gửi cái thẳng lưng giùm anh nè. Bác gái nhìn mấy con bác gái ơi. Rồi hai bác cười tươi giùm con nha. 1, 2. Và rồi con mời hai bác nhắm miếng rượu vậy. Rồi thằng hai bác có lời chúc gì cho hai con chúc giùm con đi bác nha. Dạ rồi con mời hai bác nhắm miếng rượu. Rồi cho con mời tiếp cho các cô cậu chú bác gì dưỡng hả? Rồi con mời hai cô nhận rượu cháo đó một tay thôi. Nhìn về máy giùm con. Thẳng lưng đây giùm anh đi Thấm ơi. Thấm sát vô phía bạn Thấm. Chú gãy rồi. Rồi cười tươi dâu ơi, 1, 2. Và rồi con mời hai con nhắm miếng rượu vậy nè. Rồi tới Tư với Tư nãy rồi. Rồi mời rượu giùm anh đi Thấm ơi. Rồi con mời hai cháu nhận rượu cháu đúng không? Một tay thôi ạ. Thẳng người dâu ơi, chú gãy. Rồi tươi nha hai, chú gãy ơi. Có cái dĩa gì để mấy cái thẹp đó vậy? 7 nữa. Bảy cho chú 7 thêm 7 đó, cái nữa cuốn. Sao nữa nữa? Anh hai, chị hai vô đây. Lấy cái ghế để... Rồi bác ơi, nhìn mấy con bác ơi. Rồi hai bác tươi nha, 1, 2. Chú Bảy và chú Bảy trong quốc phòng trong nhà đây ạ. Chú Bảy ơi. Rồi cho con mời tiếp, ai có gặp vô trước giùm con đi. Xin tới xíu đi chú Bảy ơi. Rồi hai em nhận ngụ cho chú Thím đi, chú Bảy ơi nhận ngụ chú Bảy. Rồi nhìn máy giùm con nè chú Bảy ơi.
Rồi chú Thiếp cười tươi nha, 1, 2. Và rồi hai bà cũng ly uống hết nha. Rồi con mời hai cô nhận cụ cháu nó một tay thôi, nhìn về máy giùm con. Thẳng người Thiếp ơi, Thiếp ơi. Rồi cười tươi nè dâu ơi, 1, 2, 3. Chị Năm đó à. Con đẹp. Rồi nhìn máy giùm con nha. Rồi cười tươi dâu ơi, 1, 2, 3. Dạ rồi. Thôi. Rồi con mời hai cậu nhận đủ cháu nó một tay thôi, nhìn về máy giùm con ạ. Cậu ba nhận đủ cháu đi cậu ba. Dâu ơi, thẳng người dâu. Rồi người tôi dâu ơi, 2. Cậu 6 vô kìa, người ta đi dâu mà. Cậu 6 mời 6 vô. Mời cậu 6. Rồi. Đi em, mời cậu con mở đi em. Rồi cậu mở nhận cụ cháu nó một tay thôi, nhìn về máy giùm con ạ. Rồi người tôi dâu rể ơi, 1, 2, 3. Thôi cái đó mình gỡ gỡ sao rồi sao vậy sáu rồi. Rồi con mời hai dì nhận cụ của cháu nó một tay thôi ạ. Rồi nhìn thẳng máy em con dì ơi. Dì ơi nhìn máy con là dì ơi. Thẳng người để xin cái. Rồi cười tôi dâu ơi, 1, 2, 3. Rồi mời hai dì nhắm miếng cụ của cháu nữa ạ. Uống hết ha. Hết luôn. Rồi hai dì có lời chúc gì cho cháu mình chúc luôn dì ơi. Rồi vậy là mình rồi tháng năm đó mình nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chần chờ gì chồng ơi em đây, chần chờ gì vợ ơi anh đây, ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Còn có đâu. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau.
nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay, mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì. Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn năm say. Yes I do, anh yêu em trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bắt đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu, chỉ cần có nhau. Phải làm sao chuyện mình trao cao, anh tính thế nào? Má ba vừa nói với em, ngày mai có người qua xem, người ta muốn cưới em. Thấy anh mang trầu cao, nhanh nhanh đi qua nhà em. Dù giá hai bên nhất trí, để hai đứa vui hạnh phúc quá to. Về quê thì đâu có lo, cơm cánh chua cá kho, cuộc đời thiệt là hết đi. Mình cưới nhau là đúng vai, chỉ không thích đôi ta lại. Nhân gian đeo tay là phù thế, mình cùng giao bài. Pháo hoa tưng bừng vui như là mùa xuân, giấc mơ nồng cháy khi quy ước giờ đã xuân về. Kính thưa tất cả quý vị quan khách, hãy mau tập trung và ổn định lại chỗ ngồi của mình. Đây là cưới của chúng tôi, xin phép được bắt cà bắt ca mà bắt đầu nè. Bắt bắt cây mà bắt đầu nè. Bắt bắt cây mà bắt đầu nè. Yeah, cô dâu chú rể hãy mau lại đây làm lễ, hai phút nữa là mình trễ. Tôi đây chính là MC duyên dáng mà mọi người vẫn cần kể. Thuê tôi rap đâu có dễ, tiền bạc phải là một ế. Chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc có cả một bề. Lỡ thương anh rồi em biết phải làm sao, chuyện mình trèo cao anh tính thế nào? Mà bà vừa nói với em, ngày mai có người qua xem, người ta muốn cưới em kìa. Thấy anh mang trầu cao, nhanh nhanh đi qua nhà em nè. Sự giá hai bên nhất trí, để hai đứa vui nha. Hạnh phúc quá to, về quê thì đâu có lo, cơm canh chua cá kho, cuộc đời thiệt là hết ý. Mình cưới nhau là đúng vai. Vâng, xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách, quý vị quan viên hai họ đã đến đây chung vui buổi tiệc cưới của chú rể thanh khiết sánh ngang cùng cô dâu xinh đẹp hồng thắm. Và lời nói đầu tiên, cho phép MC Đăng Khởi thay mặt gia đình nam chủ hôn của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là ông Trần Văn Liếp, bà Võ Thị Tiết, cùng với những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng Văn Cảnh và nhà hàng Thợ Nấu Bảy Cui, xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe, lời tiếp đón nồng nhiệt và lời chào mừng trân trọng và thân thương nhé.
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, hôn nhân là một lời hứa rất cao đẹp trong tình yêu. Và trong tình yêu là một điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi cuộc sống con người chúng ta. Suốt một thời gian dài quen biết và tìm hiểu với sự đồng ý của hai bên gia đình, hôm nay chú rể Thành Khiết và cô dâu xinh đẹp Hồng Thắm đã tìm cho mình được một nửa để yêu thương, một nửa để sẻ chia. Và họ chắc rằng tình yêu của hai bạn sẽ mãi mãi và mãi mãi hạnh phúc khi mà được ông Tư, bà Nguyệt, xe chỉ Hồng mày mối. Và trong đám cưới ngày hôm nay đã minh chứng cho tình yêu ấy của họ. Và để được có một ngày vui, một ngày trọng đại như thế này đây, thì chúng ta không thể nào không nói đến công ơn cao như biển trời của những bậc làm cha, làm mẹ, những người luôn luôn đứng đằng sau, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để dành hết cho cô dâu và chú rể. Ngay bây giờ, Đăng Khôi xin trân trọng kính mời bước lên sân khấu đại diện gia đình nam trưởng hôn của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là ông Trần Văn Liếp, bà Võ Thị Tiết, là song thân của chú rể Thành Khiết. Vinh dự là đại diện của họ nhà trai. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng họ nhà trai của chúng ta có được không ạ? Và đại diện của họ nhà gái đó chính là ông Vũ Trường Hằng, bà Tô Thị Thu là song thân của cô dâu xinh đẹp Hồng Thắm. Vinh dự là đại diện của họ nhà gái, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng họ nhà gái của chúng tôi có được không ạ? Giờ phút này đây là đại diện hai bên thông gia của chúng ta ngày hôm nay. Và khi những nụ cười hạnh phúc nhất thì thấy chứng kiến con mình được yên bề gia thất. Và khi họ cùng nắm tay nhau, bắt tay nhau để lèo lái một chuyến xe tình yêu mang biển số hạnh phúc cho chú rể Thanh Khiết và cô dâu xinh đẹp Hồng Thắm. Ngay bây giờ Đăng Khôi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách chúng ta hãy nhìn về phía cổng hoa, nhấn trước một ít thời gian của mình. Đó là một thời gian quý báu và hạnh phúc nhất đối với chú rể Thanh Khiết và cô dâu xinh đẹp Hồng Thắm. Và ngay bây giờ Đăng Khôi xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cho những tràng vỗ tay thật dài, thật lâu để chào đón đời tân lang tân gia nhân đẹp nhất, lộng lẫy nhất, rạng ngời nhất của chúng ta ngày hôm nay. Chú rể điển trai Thanh Khiết tay trong tay dìu cô dâu xinh đẹp Hồng Thắm bước lên lễ đài hạnh phúc. Một tràng vỗ tay thật lớn có được không ạ? Tràng xin có thi đường tình yêu, và em luôn luôn thấu hiểu rằng tình yêu luôn luôn có sức mạnh và các phép màu trong tình yêu. Hai bên gia đình cùng với cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay Đăng Khôi xin tuyên bố là ngày 16 tháng 6 năm Giáp Thìn, mà gia đình của ông Trần Philip, bà Võ Thị Tiết ở huyện An Phú, tỉnh An Giang đã chính thức kết tình thông gia gia đình ông Vũ Trường Hằng, bà Tô Thị Thu ở phường 6, thành phố Cà Mau. Và một lần nữa đại diện hai bên gia đình của chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin gửi đến tổng thể quý vị quan khách, quý vị quan viên hài họ đến đây chương vui tuyệt kỷ ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành sâu sắc và lời chào trân trọng nhất. Vâng, và trong bữa tiệc ngày hôm nay và đại diện gia đình nữ chủ hôn của chúng ta ngày hôm nay đến từ thành phố Cà Mau, đó chính là ba của cô dâu xinh đẹp Hồng Thắm, đó chính là ông Vũ Trường Hằng, có đôi lời phát biểu đến tổng thể quý vị và khách trong bữa tiệc của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa toàn thể ông bà, dì cô, chú bác, anh em, bạn bè, qua sự tìm hiểu lâu dài của hai con chúng tôi, được sự thống nhất của hai gia đình họ tập cùng hai đoàn thể của nơi hai cháu công tác, cấp ủy chính quyền địa phương nơi cư ngụ, hôm nay hai gia đình chúng tôi có tổ chức lễ thành hôn cho hai con chúng tôi, Hồng Khám Thấm và Thanh Khiết, Úc Nữ và Quý Nam. Sự hiện diện của quý vị đến dự tiệc hôm nay là niềm vinh hạnh của hai gia đình chúng tôi. Tôi xin cảm ơn chân thành sâu sắc nhất
chúc quý vị nhiều sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và ngập tràn niềm vui trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Quý khách, bây giờ phần gia đình hai bên, tôi có đôi lời. Hôm nay là ngày tôi đưa con gái về nhà chồng, thì trước hết là có đôi lời phận làm cha làm mẹ chứ. Quý vị ở đây thì cũng nghẹn ngào. Trước hết cha cũng chào con gái cha cho con rể là Khánh Khiết. Nắm tay cô dâu dùm con đưa cho chú rể. Chào cả tấm lòng, coi như là trao cho con để giữ càng hút giống như cha, đó là niềm cha nghĩ con, con nghệ của cha là trong một gia đình là cha kính thử và yêu quý nhất. Còn về phần anh xui chị chú kia là tham gia là trước khi tôi vợ gả con gái về nhà chồng tôi cũng dặn con ơi, dặn con của liền, cho nên mỗi bên là mỗi cái phong tục nó khác nhau, tuy cũng dạy để lễ phép ông bà cha mẹ, nhưng có gì sai sót thì anh chị vui lòng bỏ qua và dạy dỗ con với con mình. Trong thời gian qua hai tham gia cũng hy sinh cả một tuổi tháng trước để nhận lại, để lo cho con cái đến ngày hôm nay. Con hai con này biết ơn con nhà xanh dựng của hai bên, cho nên con phải làm tròn trước khi cả trao con gái thì sẽ nghèo cha cha hai con. Xin cảm ơn. Quý vị có thế nào cho một chàng pháo tay thật lớn và thật nồng nhiệt đầy cảm xúc trên sân khấu này của chúng ta ngày hôm nay có được không ạ? À? Là đại diện gia đình nữ trung hùng của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là ba của cô dâu, ông Vũ Trân Hằng đã nói chung là bày tỏ những tình cảm thân thương nhất của mình đối với một người con gái của mình đã đưa về nhà chồng. Và hôm nay trong bữa tiệc ngày hôm nay thì em cũng như thay mặt cho gia đình mà xin chú hãy yên tâm, em Thắm về bên đây đã được gia đình chú Thiếm Năm cũng như là chú rể thương yêu chiều chuộng hết mức có thể, có được không ạ? Xin chân thành cảm ơn lời chúc phúc của chú cũng như là lời phát biểu của chú trong bữa tiệc ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình nghi thức tiệc cưới của chúng ta ngày hôm nay, xin mời chú rể Thanh Khiết tay trong tay dìu cô dâu xinh đẹp hồng thắm bước đến tháp ly tình yêu mặc nắp sa banh khi nguồn ngày hạnh phúc chính thức khai mạc buổi tiệc cưới của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị có thế nào cho một tràng pháo tay thật lớn, có được không ạ? Hứa qua nhiều chuyện ngày mai, hay vu vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hãy yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng vậy, nhớ mai là anh sẽ không nghi ngờ tình tình ta chớm tắt. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. Mình một không đông đầy cười mình. Mấy trời lòng lòng không phụ kính công cha. Tặng sớm hơn mẹ nuôi con khôn lớn. Hơn của cha mẹ không thể nào diễn tả. Hơn sông dài, hơn cả biển quần xa. Chiều bài thơ dạng đó học. Thời đội thông gia của chúng ta cùng cùng ly với nhau. Và ngay bây giờ đang hồi xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách, chúng ta hãy chúc thật đầy ly của mình vô, dù cho là bia hoặc là nước ngọt, cùng hô thật to và cùng chúc cho mối tình thông gia giữa hai bên gia đình ngày càng keo sơn thắt chặt hơn, có được không ạ? Nào quý vị ơi, chúng ta rất thật đầy ly vô, có được không ạ? 1
2, 3, go! Xin mời hai ông xui cạn hết ly có được không ạ? À? Chị xui ơi, tôi với chị cũng cạn hết ly đi chị xui ơi. Hôm nay chỉ được châu huyền, tôi được để tẩu. Trận tình thông gia giữa hai bên gia đình. Rồi, và xin mời hai ông xui bắt tay và tiến về ở phía dưới. Vâng, xin mời hai ông xui. Bác ơi, nhìn máy con bác ơi. Đúng rồi, xin mời hai ông xui bắt tay và tiến về phía bàn tiệc chiêu đãi những khách quý của chúng ta ngày hôm nay. Và xin mời hai bà xui, cùng tiến lên một bước ạ. À. Xin mời hai bà xui cùng bắt tay một cái để cho thắm chặt tình thông gia giữa hai bên gia đình. Và chính thức ngày hôm nay, đăng khơi thay mặt cho toàn thể quý vị quan khách, quý vị quan viên hay họ đến đây chung vui bữa tiệc ngày hôm nay. Và thay mặt cho âm thanh ánh sáng Hoa Phượng đến từ Vĩnh Hòa, xin kính chúc cho mối tình thông gia giữa hai bên gia đình ngày càng kêu sơn thắt chặt hơn. Chúc cho họ nhà trai của chúng ta có được một nàng dâu hiền dâu thảo, chúc cho họ nhà gái có được một chàng trị quý, chúc cho mối tình thông gia giữa hai bên gia đình ngày càng kêu sơn thắt chặt hơn. Và tiếp theo nghi thức của tiệc cưới ngày hôm nay, với sự ngọt ngào của chiếc bánh tình yêu, xin mời hai bạn tiến lên chiếc bánh tình yêu, chia nhau những vị ngọt đầu tiên của mình trong tình yêu và trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Như chân sáng chờ mình với ta, bánh này xin được cất ra sáng như chân sáng chờ ta với mình. Một lần cắt bánh một lần yêu, hai lần cắt bánh yêu thật nhiều, ba lần cắt bánh ngày hạnh phúc. Chúc cho hai bạn trăm năm mãi nguyện lòng. Và trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, xin trân trọng kính mời chú rể thật khiết và bút mực và vị ngọt đầu tiên của mình chia cho cô dâu hồng thắm. Và xin mời cô dâu cùng đáp lại tập chân tình ấy, xin mời cô dâu cũng chia lên một vị ngọt đầu tiên của mình cho chú rể cho ngày vui hôm nay. Quý vị ơi, đây là một khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà cô dâu hồng thắm chia cho chú rể chúng ta. Với sự ngọt ngào, xin mời chú rể thân thiết chúng ta đáp lại tấm chân tình ấy, xin mời em. Quý vị ơi, có thế nào cho cô dâu hồng thắm một tràng vỗ tay thật lớn để trao một vị ngọt đầu tiên của mình đầy ắp tình yêu thương đối với chú rể thân thiết. Còn chú rể nó anh trai ơi, quá ác anh rồi ơi. Xin mời em. Rồi đấy. Đầu tiên mà cô dâu hồng thắm chào cho em với chiếc bánh kem đó, em ăn có ngọt không? Dạ ngọt. Đây là một vị ngọt còn gấp 100 lần vị ngọt của chiếc bánh tình yêu mà cô dâu đó trao cho em vừa rồi. Đó là một nụ hôn. Đúng không ạ? À? Quý vị ơi, thân khiết và hồng thắm yêu nhau đã ngần ấy năm rồi, muốn hôn một cái mà cỡ sao thiện thùng. Hôm nay thì đã yêu rồi, với sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách, quý vị quan viên hay họ, cho chú để hôn cô dâu một cái thỏa lòng ước mong có được không ạ? À? Nếu được thì những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị quan khách dài chừng nào, lâu chừng nào, cô dâu và chú rể trên sân khấu này hôn lâu chừng đó có được không ạ? À? À, xin mời hai em chuẩn bị những vị trí, xin mời đối mặt với nhau. À, xin mời quý vị ơi, cô dâu và chú rể trên sân khấu đã chuẩn bị giờ vị trí tốt nhất rồi. Hoàn hồi muốn những tràng vỗ tay của quý vị khách thật dài và thật lâu giùm xin có được không ạ? À? 1, 2, chuẩn bị giùm anh Kiến ơi, 2:30, 3, nghe là thắm ơi, nghe lại em, lấy ô hai nghe lại đúng rồi. Như vậy là nụ hôn vừa rồi cũng đã khép lại buổi lễ thành hôn của chú rể thanh khiết và cô dâu xinh đẹp hồng thắm. Đăng hội sinh nhã hai bông hoa rực rỡ và hạnh phúc nhất ngày hôm nay tiến về bàn tiệc để chia đãi những vị khách quý trong bữa tiệc của chúng ta ngày hôm nay. Xin mời hai em và đăng hội thay mặt cho toàn thể quý vị quan khách, quý vị quan viên hay họ đến đây chung vui bữa tiệc ngày hôm nay, thay mặt cho những người thực hiện chương trình âm thanh ánh sáng Hoa Phượng đến từ Vĩnh Hòa cùng với nhà hàng thợ nấu Bảy Côi, xin kính chúc cho mối tình của hai bạn được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê, ngày nào cũng là ngày vui vẻ nhất, tháng nào cũng là tháng yêu thương và năm nào cũng là năm hạnh phúc nhất đối với chú rể thanh khiết và cô dâu xinh đẹp hồng thắm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, và Mỹ Ngọc gửi đến toàn thể quý vị và khách cả phút được mang tên Hết Sảy Miền Tây. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Đêm về muôn hoa khúc ca, trăng thành gió mát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giờ để em rơi nước mắt, anh sẽ không bao giờ, anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lắng im như khi em hay cáu gắt, anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là, anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Là của em, ta đã thuộc về nhau. Yên vui hay buồn đau, ta kề bên suốt đời. Từ nay em là của anh, ta mãi thuộc về nhau. Yên vui hay buồn đau, em đừng lo. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry. Anh là của em. Còn vui
con cháu sum vầy lo mâm ăn
nghĩ đến tương lai, hát nghe hôm nay có sân khép lại. Chẳng biết là em bây giờ đã thương ai chưa? Sáng sớm rồi chưa, tôi chiều cần ai đón đưa? Lời tỏ tình tuy ngắn như thế nhưng suốt bao năm dòng dài vẫn giấu đi. Hay cứ nói ra một lần rồi tính sau. Anh thề là trái tim nhớ thương mỗi em thôi. Anh thề là sẽ luôn ở bên nếu em không từ chối. Nói mấy câu hẹn thề ngọt trên môi, ai còn tin những từ xa xôi? Có lẽ phải tìm cách tỏ tình khác thôi. Anh sẽ về thưa, đi em sẽ chơi tiền luôn ngồi lời kịch nghĩa
nói trước có cái bước hỏng qua. Sợ em không có chịu tôi nè, nên tôi nhá nhá, nên tôi nhá nhá. Vậy mà em xém cứ người ta. Tấm thiệp mờ trên bàn tôi xỉu, thời gian địa điểm rõ ràng tôi xỉu. Tôi tính đợi tiền, tôi tính đợi liền, phóng qua là sao bóng ở giới tiền. Mỗi sớm ra đường bắt gặp anh hay đứng nhìn, liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Thì dài đôi ba câu nói anh làm tim em bồi rồi, vậy là em đã say say anh. Đến cho quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào mừng trang trọng nhất. Vâng, và kính thưa quý vị, đêm nay nhằm đêm 15 tháng 6 âm lịch, nhân dịp ngày lành tháng tốt, gia đình của anh Liếp và chị Tiết có định lễ thành hôn cho đứa con trai thân thương trong gia đình. Vâng, và kính thưa quý vị, hôm nay gia đình có tổ chức vấn đề để phục vụ cho tất cả quý vị. Cô bác anh chị em gần xa cũng nghĩ chúc tên xa xuôi cách trở xin hãy nhớ đến để chung vui với gia đình. Chúc cho đôi trẻ nên gia ngẫu hạnh phúc trăm năm đến bạc đầu. Vâng, và kính thưa quý vị, trước khi mở màn chương trình vấn đề thì Quốc Phượng cũng xin thay mặt gia đình xin trân trọng kính mời toàn thể tất cả quý vị và các bạn có mặt trong buổi tiệc cưới hôm nay. Anh em nào có tinh thần vấn đề cứ tiến thẳng về sân khấu để đăng ký những bài hát của mình. Và chương trình vấn đề của chúng tôi được xin phép bắt đầu. Vâng, và ca khúc đầu tiên của mình sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị ca khúc rất là dễ thương, bài hát được mang tên Điều Hò Trao Duyên. Xin mời tất cả quý vị các bạn cùng thưởng thức. Khi mặt trăng chưa chớm chớm ngọn trăng già xanh xanh.
trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách nào chúng ta có tinh thần mọi người xin mời đội võ ngọc của mình bước đến phòng máy đăng ký những bài hát mà đội thích trong buổi tiệc của chúng ta nghe cũng được mang tên khi anh yêu em. Xin mời quý vị thưởng ca khúc này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
À, xin mời tiếng hát của anh Thơm.
Việc nhà mà thiệt anh rất có phước, chậm một bước em